Các nhà sư hồi hợp chẳng hèn, quan nói vậy một phen khó tin. Tưởng đâu dễ bây giờ kẹt dính, đâu cách nào mà tin rút lui. Các nhà sư bụng tở rối nùi, thầy đứng dậy phần tôi phân giải. Lệnh quan trên còn ai dám cãi, việc ngồi liều là phải ngồi thôi. Ngồi dậy xem thấy cũng chưa rồi, làm cam kết cùng nhau rồi ký. Nhờ quan xét nhận cho hữu lý, ai chịu làm thì ký tên vô. Mới rõ câu lục tự nam mô, ngồi liều nhỏ quan hô là dối. Để tôi muốn mở ra một lối, việc tu hành đừng dối đừng gian. Ý quan trên vẫn phải đàng hoàng, tôi xin mở lối đàng chân thật. Vì quan dặn thì đừng dối chật, mỗi việc làm chân thật chánh minh. Ai nghe qua điều cũng giật mình, ông này thấy sao linh quá thế. Ông làm được mới dưng ra kế, ông nói vậy như thế sao thi. Thầy nói thêm thọ giáo quy y là phải đúng việc chi y vậy. Chớ đừng mượn danh từ làm bậy, ngồi liều là sức cậy làm gian. Hoặc giờ đây hoặc đó lửa than, xúm nhau lại lỗi càng vào đó. Nghe thầy nói ai ai cũng ngó, thì vậy thì mới có hơn thua. Còn phép linh thi phú quả bùa, thổi ra phép người thua phải chết. Các điều đó tôi xin cam kết, nói như vậy chưa hết còn thêm. Phú già thế chưa biết sao kìm, trong mấy phút giết im mấy dần. Quả hình tướng dễ tranh diễn cận, các môn này bốn phận làm chơi. Các nhà sư đề cập sớm mới, xong các việc làm chơi giải trí. Trình giới quan còn môn nào thí, quan phân rành như ý tôi theo. Quan nghe qua suy nghĩ ngặt nghèo, nghĩ hòa thượng làm theo sao nổi. Quan ý kiến bỗng liền thay đổi, các nhà sư đây nổi dễ giàu. Thôi tốt hơn để chịu hàng đầu, giờ quan muốn một câu xin mở. Thầy thông cảm phàm phu một thở, thôi khinh người hay nói mình hay. Nãy giờ đây xin nói với ngài, lĩnh thuyết pháp giải nay ba tăng.
Thầy thông cảm phàm phu một thờ, thôi khinh người hay nói mình hay. Nãy giờ đây xin nói với Ngài, lĩnh thuyết pháp dạy nay ba tanh. Ngài cứ nói pháp môn nào chánh, sẵn hỏi này ba tánh cùng nghe. Thầy thưa quan theo lối e dè, muốn hòa thượng thuyết kẻ trước đà. Rồi tôi nói đứng sau diễn tả thì hợp hòa vừa giả hết chân, được công bằng không thiệt không hơn. Các sư khỏi phải cơn phiền muộn. Đây là ý của ông đã muốn, tôi tin rằng ông xuống ông lên để bàn quan xem rõ ai bền. Ông nào dám tuổi tên lạnh thường. Các hòa thượng rằng không dám hưởng, chúng tôi là hòa thượng cao tăng. Qua các môn chưa có ai bằng, còn thuyết pháp ông ăn phần chắc. Quan bèn nói thôi thầy đừng nhắc, thuyết pháp là về chắc phần ông. Thầy trình qua quý vị vui lòng, vì theo lệnh tôi không từ chối. Thầy dõng dạc bước lên mở lối, dùng pháp màu thuyết tôi thượng thừa. Rồi thuyết qua chung phẩm vừa vừa, rồi thuyết đến hạ thừa nhân đạo. Về pháp thượng cần nên cấu tạo, tạo cho mình tam bảo quy nguyên. Biết âm dương phân rõ hậu tiền, nước với lửa kết duyên cho gặp. Rồng và cọp chúng là một cặp, phải cho hòa cho gặp cùng nhau. Đạo chung dung chẳng có dễ nào, ơn tổ phụ ngọn rau tất đất. Phật pháp tăng công dạy chân thật, nghĩa nhân loài giảng tất bốn ân. Phần hạ thừa giữ vẹn nghĩa luân, nhân lễ nghĩa xét phần cho tròn. Thầy phân giải gốc từ chí ngọn, các luật đều rút gọn rất hay. Các nhà sư tưởng nói sơ sài, ngờ trong bụng nói hoài chẳng hết. Các hòa thượng nghe thôi mê mết, thầy nói rằng đúc kết từng phần.
Hết nỗi xa thầy lại nỗi gần, trong ba tạng lượt lần giải thích. Quan hòa thượng hết còn nhúc nhích, quả ông này như Thích Ca xưa. Các nhà sư rằng bất thượng thừa, nhiều cuộc hỏi cũng chưa từng có. Các hòa thượng trình quan Phật đó thế gian, mà dễ có được ai. Cũng có khi người nói dông dài, nhưng nào có giải bài cặn kẽ. Ông này nói sách kinh đủ lẽ dễ, ai mà bắt bẻ được đâu. Quan đành ưng ông cũng nhiệm màu, bèn nói tiếp một câu mời xuống. Chào bốn phía thầy rằng chưa muốn lệnh quan mời phải xuống nghỉ ngơi. Quan đến thang cầm lấy tay mời, rằng đến chỗ nghỉ ngơi trà nước. Các hòa thượng đồng nhau điệu bước bước lại gần, chào trước hơn ai. Hòa thầy đây là Phật Lỗ Bài, chúng tôi thật ngày nay hữu nghe Phật thuyết những lời sao trước, biết sao mà bắt trước làm y. Thầy rằng thưa cũng chẳng khó gì, các ngài bớt liễu trí chân chánh. Muốn được đắc tâm chẳng phải lánh, đem trở về nhất tánh dài không. Các ngài đây là bậc liễu thông, chỉ quy nhất quần trong chánh định. Dứt dòng chẳng trở về thanh tịnh, lóng nguồn chân vàng bệnh phải tiêu. Lửa làm chi mà phải cho nhiều, tâm bất loạn gọi kêu chánh pháp. Các hòa thượng muốn cần giải đáp, ngặt quan chờ hỏi pháp sợ lâu. Đành rút lui mà giả cúi đầu, không còn dám một câu hỏi nữa. Quan bèn nói thầy đây mở cửa, có lửa mà mới lửa rõ ràng. Nhưng chờ tôi chạy sớ về bàn, trên thánh thượng lệnh ban cái đà. Giờ thầy được từ đây thông thả, được lưu hành như trả tự do. Thầy thưa quan quan cứ dặn dò, chớ lúc trước tự do cũng được. Vì luật pháp tôi không đi ngược, tuy giam cầm cũng được ra chơi.
thưa cùng quán tôi chẳng dối lời, dầu xiềng xích ra chơi cũng được. Nay tôi mới xin trình sơ lược cho quan tường rõ được phần tôi. Đây lệnh vua còn bắt tôi ngồi, chừng xuống chiếu buộc tôi mấy việc. Thưa quan tình tôi trành sự thiệt rồi, quan tường các việc dễ sao. Nói mà nghe cho rõ việc nào, tùy luật pháp tính sao thì tính. Tôi là kẻ tu hành chân chánh, quyết dắt diều ba tánh mà thôi. Dầu tâm thân gió dập sóng nhồi, chịu cay đắng miễn rồi bổn phận. Chớ chút ít lao đao lần đần, đâu có gì mà giận chi ai. Quan nghe phân quan mới trình bày, chắc thầy được hoàng khai mở đào. Triều đình ghét gian sư đi dạo, làm những điều giả mạo mỹ dân. Giờ tôi đây tin tưởng chắc phần, thầy mới đáng dạy dân bá tánh. Đạo là phải đạo cho chân chánh, đạo sao mà xa lánh tứ ân. Đạo làm sao mà chẳng biết cần, đạo là phải biết ơn thủy thổ. Đạo mà lại quên ơn tông tổ, đạo phải dùng thủy thổ quốc dương. Tạm chia tay thầy cứ lên đường, chờ lệnh thanh mới tường đen trăng. Chẳng bao lâu cũng thời gian ngắn, thương cho thầy mưa nắng chờ trông. Sợ sớ dân đi cũng lòng vòng, ông lui tới chờ trong một lúc. Quan hòa thượng giả từ giữa rút đức cô bèn vừa lúc bước qua. Nhằm trong cơn đông đúc vậy mà còn thiên hạ người ta lố nhô. Thầy cai lính hiệp cùng đức cố lượng sống người rằng rộ ra đi. Đến ngã ba lối rẽ vậy thì thầy và cố cai đi kiếm chỗ. Thầy rằng đã qua hội cực khổ, nay tới hồi thô lỗ tiên tri. Thầy nói ra muôn việc ly kỳ, ghi cho nhớ sau khi có chẳng. Bốn thầy tớ cùng nhau căn dặn, ráng sau này cho đặng nên danh. Lính cai điều trong giả rất đành,
quyết nghĩ việc hy sinh theo đạo. Bốn thầy tớ vẫn còn bước vào, bỗng tới đình Cố Thảo bước vô. Từ bước ra bèn xa Nam Mô, thưa mấy cậu muốn vô chi gì? Cố đáp lễ rằng tôi thưa thiệt, xin ở nhờ kẹt việc lỡ đường. Tớ cũng vui bèn chế cái giường, dưới nhà khôi mía đường đi xuống. Đức ông cố ý mà chẳng muốn, nhưng thầy cười có luôn chi đâu. Một lát sau thiên hạ đến hầu, lần lượt khách ở đâu kéo tới. Ông tự đành giật mình chơi với việc, vì sao khách tới dở dày. Tự hỏi thăm rằng đó Phật thầy, tự hối tiếc việc này có tội. Bèn đi xuống quỳ mà xin lỗi, Đức từ bi xá tội cho con. Tánh phàm phu ích kỷ vẫn còn, Phật trước mặt mà con không thấy. Cho ở tạm thật tôi quá quấy, thầy cười rằng điều ấy chi đâu. Thôi đứng lên đừng có quỳ hầu, thầy lại nói một câu miệng xa. Thầy dòm thấy người ta đông quá, thầy giả ơn thôi khá ra về. Mới được ra còn lắm bộn bề, trong bá tánh hạ hê lui tới. Thầy nhắc nhở ba gia quy giới, ráng tu hành chờ đợi hỏi sao. Một ngày kia quan tỉnh mời vào, rằng chiếu lệnh thấp cao bài to. Này chiếu lệnh thầy xem cho rõ, thầy được phần mở ngõ dạy tu. Nhưng tóc tai chẳng để u sù, phải thi pháp chân tu hòa thượng. Thầy thưa quan đặt ân vua thượng, biết trước rồi tôi lưỡng là xong. Quan lệnh vua còn nói câu thòng, chẳng được khá Tây Đông đi vào. Ông thì được quặng khai đại đạo, nhưng có điều đào tạo một nơi. Ở Thảo Lư Am Cốc dậy thời, hoặc chùa miếu một nơi thông thả. Đi làm chi cho thân vất vả, tôi định dày đành giả cũng chăng. Về núi Sam chùa ấy ai bằng, gối chùa chánh cao tăng lui tới.
Thầy về đó mở đường tu mới cõi dân tình lui tới ra sao. Thầy đành không ý kiến thế nào, xin phân cản trước sau cho rõ. Thầy xét được xong còn bài tỏ, tôi muốn mà nói rõ nhiều hơn. Xin quan cho lui tới Thất Sơn, dùng bãi lui ra Ấn Độ chung. Làm ruộng rẫy đỡ cơn nghèo túng, khuyên dân lành giữ đúng đường tu. Dân miền Tây còn quá lu bù, không ruộng rẫy công phu chưa biết. Quan đồng ý nhờ thầy giải quyết, lo mở mang cho việc quan thiên. Trước dạy dân cho chúng tu hiền, sao diệu dắt kết liên nông nghiệp. Giờ đứa ông ngày nay cho kiếp được ở chùa là việc sửa sang. Theo lệnh vua nghi lễ đàng hoàng, và cầu nguyện lo toan thi phát. Kéo kiên lược mâm dao đề đạt, thiêu món nào việc khác là mua. Cứ làm y theo lệnh của vua, còn phẩm vật tùy mua cũng được. Rồi sắp đặt cùng đi một lượt, tính xong rồi cất bước rổ rằng. Các nhà sư nghe báo về gần, nơi chùa kéo ăn cần ra rước. Trong giây lát linh đình cơm nước, sư thành mời quan trước với thầy. Các nhà sư đồng cũng hiếp dày, đồ vật thức đủ đầy chai lạc. Thầy già quan dùng cơm bàn bạc, khi cơm rồi định đoạt thế nào. Quan hỏi thầy nghi lễ thế nào, thầy sắp đặt cho mau kịp lúc. Quan muốn sớm ý mà dục thúc chân kiến, rồi kịp lúc ra về. Thầy tính xong chẳng dám trễ bê, đáng từ giả quan về cho kịp. Thầy bèn nói bây giờ phải hiệp ra điện tiền cho kịp sửa sang. Sắp quân nhân cho đứng hai hàng, còn tăng chúng quỳ ngang tả hữu. Thầy trách nhiệm nguyện hương trước tổ sắp đặt, rồi tài tổ cũng đông. Còn phần quan kính bái giáp dòng, mâm kiến lược quỳ mong ngưỡng dòng. Theo chiếu lệnh phải là tôn trọng, thầy sắp rồi tự động làm theo. Thầy chết chơi cũng quá ngặt nghèo, quan chịu lệnh làm theo riêu
mâm quan để lên bàn rồi kêu thầy tức cười luận điệu nha quan. Đến phiên thầy, thầy bước lại bàn cầm dao chấp đưa ngang lên trang. Lòng đau đớn nhưng đành phải ráng tu thời tùy cơn loạn phải theo. Thầy ra đây nhằm lúc nạn nghèo, thời buổi dậy phải theo nào muốn. Thầy trình Phật đặt dao chở xuống cầm lược lên và luống bụi ngùi. Xổ tóc ra xem tở rối nồi, cầm lược chải cho xuôi hết treo. Đặt lược xuống sang tay cầm kéo hớt tuôn dòng thật khéo theo mâm. Buông kéo ra dao lại dội cầm, thầy cũng nghĩ do tâm là đau. Vừa xem kiến tay thầy vừa cáo sửa vuông tròn chu đáo chênh quan. Quan nhìn quá quan đứng vội vàng, râu chưa cạo sao toan rồi diệt. Thầy thưa quan nhìn qua cho biết chiếu vua nào ghi việc cạo râu. Chiếu vua ban thì phát cạo đầu, quan xem lại cạo râu nào có. Nhờ quan sát chớ nên làm khó, cạo râu là ý đó của ông. Quan xem qua bức rứt nơi lòng, trách hoàng thượng sao không ghi rõ. Quan còn tức dối dạng bài tỏ, từ xưa nay gõ mõ tụng kinh. Chớ có ai gõ mõ vô tình, tay gõ mõ mà kinh chẳng đọc. Thầy thưa quan chớ nên bực dọc, có lắm lần cũng đọc kinh không. Theo chiếu vua quan cũng phải đồng, vua đã dạy sao ông dám cãi. Ông nên xét coi sao là phải, ông làm quan ông cãi lệnh vua. Quan nghe qua quan thấy thẹn thùa, nhưng còn trách sao vua sơ y. Ông này thiệt là người thượng trí, ông nói vậy cãi lý khó ăn. Nhưng quan rằng hễ phận sư tăng thì cần phải giữ căn râu tóc. Ý sao lại trên đầu chọc lóc, dưới râu rìa qua ức ngang hông. Sao bá gia sao khỏi khi ông, khác hình tướng sao sống hòa thương. Thầy đáp rằng không cần ông lượng, Phật dũng
lòng hình tướng nhằm chi. Ông sợ tôi hình tướng lạ kỳ, tôi sợ chẳng từ bi mới sợ. Tôi thương quan nhắc quán cho nhớ, ông quan mà chẳng sợ linh vua. Thầy thưa quan tôi chẳng nói đùa, cứ theo lệnh của vua thật hiền. Chớ luận lắm xanh điều tai tiếng, quan nên nhìn điều kiện của vua. Quan nghĩ suy có ý thẹn thù, ông theo lệnh của vua ông phải. Ông khéo buộc cho ta rằng cái tôi nhận nhìn mình sai cho xong. Chớ cãi vua việc quá lòng vòng, dầu rốt cuộc khó trong thắng nổi. Quan suy nghĩ cũng nên xin lỗi, cho dung hòa gốc cội nương nhau. Nghĩ đến đây quan bắt tay chào, quan vui vẻ trước sau sao vậy. Thầy rằng chớ nghĩ tôi là quấy, ý tôi thời để dạy tốt hơn. Lòng thẳng ngay chân thật chớ sờn, đừng che mắt cây sơn giả dối. Tôi thời muốn thẳng ngay đường lối, người tu hành giả dối ít chi. Quan cần nên lấy đó mà tùy, chớ hình tương ít chi cho thế. Điều quan trọng mưu dân sinh kế, điều thứ hai xu thế cho tròn, điều thứ ba hòa nhã chiều loan, điều thứ bốn sống còn biết đạo, điều thứ năm dân không hung bạo, điều thứ sáu hiếu thảo hiền lương, điều thứ bảy ưu đạo quốc dương, điều thứ tám yêu thương đoàn kết, điều thứ chín ở ăn nề nết, điều thứ mười làm hết đạo nhân. Thầy nói xong quan hết phân trần, nếu thầy dắt chúng dân được vậy, ai còn dám khinh thầy làm bậy. Nếu mười điều ai nấy làm theo, thì lo chi đất nước đói nghèo. Mỗi người phải làm theo bổn phận, điều hòa hiệp đâu gây hờn giận. Được có thầy là dẫn nước hưng, tôi nghe qua thật quá đổi mừng. Thầy lo dạy chẳng hưng dẫn nước. Thầy thưa quan chớ nên nói trước, đạo tôi là lo nước lo dân.
Tôi nói đây quan nhớ nên cần và ghi chép lời phân phải trái. Trước tôi dạy hiền lương nhân ái, sao phân rành trong đại tứ ân. Đó là lo diều dắt cho trần, chưa phải lúc lo thân dạy thốt. Quan nghe thầy lời phân giác đát, như uống vào một bát nhân sâm. Dễ hèn chi bá tánh ù ầm, họ lui tới giếng thăm cũng phải. Quan nghe thầy mới phân bài giải, quan vừa lòng hối cải việc qua. Quan rằng đây mỗi việc cũng là thầy thông cảm bỏ qua chớ chấp. Xét ra lẽ tôi còn thấp, còn dũng hành, còn chấp tướng tu. Tu dũng tâm nào chấp hình thù, dòm sắc tướng diệt tu sao chanh. Quan mừng vui từ đây ba tánh đã có người chân chánh dạy tu. Quan xin lui quan hết xét dò, có thầy dạy chỉ cho tu niệm. Thầy trí thức đủ đầy kinh nghiệm, dạy cho đời tu niệm chắc ăn. Quan mời chung sư giải dặn rằng, nương đường lỗi ăn năn sửa tâm. Phận sư giải khá nên lập chánh, để cho đời ba tánh đừng khinh. Có thầy đây xem xét giữ gìn, người tu niệm luật kinh đừng sai. Quán lên đường giả tự trở lại, còn thầy mời tất thải chư tăng. Tuy quán trên lời nói dặn rằng, nhưng nói vậy tôi bằng sao được. Đâu có lý tôi người đi ngược, tôi ở nhờ sao được chốn ngồi. Tôi về đây sao dám dành ngồi, miễn huynh để cho tôi hợp tác. Chư tăng chúng nghe thầy giác đát hè, cùng nhau một loạt bèn quỳ. Bạch thưa thầy, thầy chớ nói chi, chúng tôi sẽ quy y thọ giao. Thầy là Phật cao siêu thấu đáo, chúng tôi nguyện lãnh giáo làm theo. Thầy rằng ta xuống dốc lên đèo, ta tỏ thiết làm theo lệnh Phật. Nay ta thấy chư tăng lòng thật, nên không còn dấu cất nữa chi. Lệnh Thế Tôn dạy bảo ta thì, truyền ba tánh thức trí tu niệm. Chư tăng khá cần nên suy nghiệm, pháp ta truyền tâm niệm tứ
ăn. Tám giờ đây ta nói ít phần, chờ ba tánh nhân dân đông đủ, ta sẽ nói tam can thượng ngũ. Người tu hành giữ độ nhân luân, muốn làm cho Phật giáo vang lừng, phải chân chánh chân hừng mới được. Điều nhân đạo phải là tu trước Phật, tiên là lần lượt theo sau. Phải biết truy cao thấp thế nào, người tu niệm trước sau cho rõ. Chớ tu Phật đạo nhân lại bỏ, ấy là người chưa rõ lối tu. Đạo nhân luân trước phải đền bù, đâu bỏ được rằng tu giải thoát. Điều phước huệ xong tu mấy khác thôi, xin dừng ta giác bấy nhiêu. Nói tới đây sao sẽ nói nhiều, kêu đức cố thầy nếu rõ việc. Ta ở đây lành cho ở quyết, nhưng ta còn nhiều việc phải lo. Chú xã nghe tôi đã dặn dò, hiệp huynh để chúng lo xây cất. Trước trại ruộng sao là tứ thất, vô nhà bàn xây cất giùm tôi. Việc cần lo sớm cho rồi, chừng xong việc chắc tôi về đó. Nhờ chú xã anh em chịu khó, được cho thầy vào đó sửa sang. Đức cố thưa thầy muốn hoàn toàn, sang đến đó để tôn chọn chỗ. Thầy đồng ý xứ này xứ thổ, để tôi vào chọn chỗ cho yên. Việc chú đây dựng chí mà kìm, sao rồi việc đây im sẽ tin. Đức cố bạch việc này còn dính, qua việc này tôi tin mới về. Phải lo toan thu xếp mỗi bề, chừng tới đó cẩn kề lui tới. Muốn tu niệm xá chi quyền quái, xong việc này tôi mới về nhà. Thầy rằng lo chớ khá cần cà, lo trải ruộng việc nhà chậm lại. Đây tóm tắt theo lời thầy dạy, không mấy ngày nhà trải đều xong. Cố xin thầy cất bước dội trong, thầy nhất giả cho ông cất bước. Giờ nhắc lại việc sau việc trước, từ ngày thầy cất bước về đây, khắp các nơi ba tánh dậy dậy, đồng lui tới Phật thầy độ thế. Cuộc thử thách quan bài diệu kế, rồi cuối cùng quan nể thầy
nên quan cho thầy đứng giai tùng, các hòa thượng thua luôn phải kinh. Vua nhìn nhận đạo thầy chân chính, được phổ truyền uy tín khắp nơi. Đạo Bổ Sơn sáng chói rạng ngời, niên kỷ dẫu ra đời nối mài. Dẫu ai có nhận tâm phá hoại, tự dẫn mình chuốc hại giao thân. Khuyên nữ nam bà tánh ân cần, nghe thầy giải lập thân kẻo trề. Thưa bổn đạo đoạn này xin kể, còn đoạn trên tạm để phần sau. Cô về đây bàn tính lẽ nào, cùng bà cố âm hao mỗi việc. Cô về tới trình bài sự thiệt, hỏi ý bà coi việc thế nào. Đã bàn qua giờ tính lẽ nào, nay gạn hỏi thấp cao cho rõ. Ý ông sao nhờ ông bày tỏ, cho tôi rành mới rõ trắng đen. Ông rằng e cuộc sống nghèo hèn, sống sang cả bà quen chế cực. Tu không tu khác mà hai bậc, sống theo đời sống thực ấm no. Còn phần tôi quyết chí theo phò, bà đồng ý đem cho của hết. Đức bà cố trả lời cam kết, tôi một lòng sống chết theo ông. Đạo tùng phu phận gái theo chồng, dầu cay đắng đục trong phải chiều. Còn ý ông tôi chưa rõ hiểu, sợ ông rằng vợ yếu con thơ. Chẳng dứt đi vợ dại con khờ, còn vương bằng tóc tơ sao tiền. Thầy đâu có đặt ra điều kiện, thầy đã là luận biện tôi nghe. Được đồng nam đồng nữ một bè, thuận con cháu một ghe lái mùi. Cùng chí hướng sợ gì ghê lũi, có lái mà không mũi khó đi. Bà rằng tôi ông chớ lo gì, cùng nhất chí lo chi cho bằng. Còn của cái kêu người lân cận, cùng đối nghèo thất vận làm ăn. Và anh em chiến sĩ thân bằng, đặng bố thí nói năng từ gia. Cậu hãy nhu nghe qua làm lạ, cha mẹ mình thật quả chẳng thương. Sao mẹ cha lại tính lạ thường, cho của hết lo phương gì sống.
Đức bà cô cười khen thật giống bốn tuổi mà nhanh chóng như cha. Ông cố cười nó giống ý bà, muốn tu niệm sợ là hết gạo. Mãi sợ đôi tâm đâu lo đạo tới đâu rồi mình tạo mình ăn. Đã tu hành phản bổn quy căn thì còn sợ khó khăn gì nữa. Thôi đã hết thì lo sắm sửa chút ít gì đặng nữa đem theo. Mời bà con dân chúng đối nghèo mà phân phát tùy theo gia cảnh. Còn đất các chuyến binh ai lãnh sang bộ bằng cho rảnh phần luôn. Để sau khi thế má luôn tồn, đâu xong đó buồn luôn cho tiền. Ông nghe nói khen bà luận biện, thôi mỗi điều mỗi chuyện tôi lo. Ông mời chung khắp hết hẹn hò, cùng phân phát chia cho rồi diệt. Ai cũng nói thế gian ít thiệt, có ai người tính việc như ông. Đang giàu sang quyết chí rèn lòng, đành xa phú cửa không tầm đào. Ông phân tách chiến binh tiền gạo, chiến binh đều biểu bảo lòng thương. Làm con heo tiễn bước lên đường, cùng đưa đón lo phương giúp đỡ. Ai cũng nói mấy khi một thở xung đưa đường giúp đỡ cho ông. Các chiến binh thương mến một lòng, đưa tới chốn cho xong mọi việc. Rồi đâu đó chia tay tạm biệt, hứa khi nào rảnh việc tới thăm. Cố giả ơn lòng giả muốn cầm, thôi đừng bận chuyến thăm chí nhọc. Các chiến sĩ chúc câu phước lộc, chúc ông bà tu học nên công. Giả tự đi điều cũng xót lòng, còn đức cố vào trong bàn tin. Thầy là bậc Phật tiên đáng kính, nay tôi bà nên định đến thăm. Tôi tới lui coi chắc chẳng lầm, bà chưa biết đến thăm cho biết. Bà rằng cũng muốn nghe sự thiệt, để cho tường thầy thuyết thể nào. Muốn học tu cần biết lẽ nào, tà già chánh ra sao rồi học. Muốn thọ giáo cũng nên lừa lọc đúng chân truyền, sẽ học sẽ tu. Tôi nghe ông còn vẫn lu bù, nào đâu biết việc tu sao phải. Nhưng ông nói tôi nào dám cãi, đạo phu tùng
phải làm theo. Dầu gian nan lên dốc xuống đèo, ông đi trước tôi theo nói chi. Lời bà nói thật là đáng quý, phận xương tùy nhật chí cùng đi. Dắt cậu cô ra cửa tức thì, dìu hai trẻ ra đi đến viên. Thầy đã biết nên vừa nghe tiếng biết ông bà đến viếng thăm chơi. Thầy đứng lên cất tiếng bèn mời, mời chú thím vào nơi ngồi nghỉ. Ông bạch thầy trình thưa thủ dĩ, đây bản đường chung thủy trăm năm. Bấy lâu nay chưa rõ nay tầm, tầm thầy để viếng thăm cho rõ. Ông giới thiệu bà liền bày tỏ, kính mừng thầy mở ngõ giùm cho. Việc tu thân tôi cũng lần dò, nhờ thầy đổ tu cho sao chung. Điều cố gắng tôi không nao núng, nhưng sợ rằng có đúng cũng chăng. Ông nhà tôi thì có nói rằng, điều tu tịnh gốc căn thầy rõ. Nghe bà nói thầy liền bày tỏ, cho thím tường cho rõ trước sau. Tôi thừa dương sắc lạnh thiên tàu, xuống giải thế thấp cao đạo đức. Tôi rõ biết thím còn quốc ức, thím chưa rành cấp bậc của tôi. Thím về sau cũng có chỗ ngồi, đừng lơ lãng lôi thôi đạo đức. Thím vì chú không đành muốn rứt đến tôi rồi, còn ức nữa không? Nếu ai tu đồng vợ đồng chồng, đồng cùng tác biển đông cùng càng. Ý thím muốn gặp tôi cho hẳn, coi tôi người có đáng thầy không. Thím tu đây tu phận theo chồng, chưa biết Phật đục trong chân ly. Tôi nói đó có mà nhầm ý, hay thím còn cãi lý nào không? Bà bạch thầy tôi thiệt có mong, mong cho gặp hỏi trong đạo đức. Ông nhà tôi tính như lấp khuất, bạch với thầy cũng ức nơi tâm. Đạo tùng phú ôm ấp âm thầm, nay thầy nói chúng tâm tôi thật. Thầy cười nói muốn mà theo Phật, phải rứt rời tài vật mới nên. Và xả gia quyết chí cho bền, mang tiền của đâu lên cảnh Phật.
Bà bạch thầy tôi tin sự thật, cũng nghĩ rằng tài vật khó siêu. Nay thầy phân thêm rõ ít nhiều, người mà mất của tiêu cũng hết. Thầy rằng tu chánh chân sửa nết, dẫu sao rồi có chết hồn siêu. Thầy nói sơ ít ý chẳng nhiều, chờ dịp khác thầy nêu thêm nữa. Mừng chú thêm có người hương lửa cháo trai này, sao nữa nên danh. Thầy trong qua thầy rất dạ đành, cố giải cậu bước nhanh tới lại. Rằng thọ giáo mong nhờ thầy dạy, thầy dối vàng kéo lại thầy ôm. Thầy vuốt qua mặt mũi miệng mồm, cháo thật đáng lúa thơm gạo trồng. Cháu sao được nói dòng chuyện thống, đến đâu người cũng trọng cũng tôn. Tánh thuần lương nhu nhã ôn tồn, sao sẽ được khai môn khắp chốn. Thầy đố tội cháu nay chừng bốn chu thêm đà có vốn rồi đây. Bà mừng vui trình với Phật thầy, nhờ diệu dắt cháu nay tu niệm. Thầy lại nói tôi đã xét nghiệm, chắc chắn là ý niệm chẳng sai. Ông nghe qua dắt cậu ra ngoài, ông bảo cậu lại nay thọ giao. Thầy hứa lãnh để tôi dắt cháu, sao cần kề lại đáo Phật tiên. Ông mừng thưa miệng cháu được hiền, thầy rằng cháu nói liền chú thiên. Bậc quý tử có đâu là hiếm, không được phần dễ kiếm đâu ra. Chớ người ta ai cũng người ta, nhưng lòng Phật lòng má phải khác. Về chân tướng cháu nay người giác, ít nhiễm trần mau đạt quế linh. Chú lưu tâm tôi đã ngó nhìn, tôi nói trước chú tin chẳng khác. Đến thăm thầy nghe thầy giác đắc đức cô bà dạ mát mừng vui. Bà từ lâu trong dạ sụp sùi, nay cởi mở bà vui tất dạ. Việc tu tình với bà chẳng lạ, nhưng có điều còn giả hồ nghi. Bởi ý ông bà phải nương tùy, nay bà rõ hết nghi chi nữa. Dẫu nghèo khó cơm ngày hai bữa, nay nghe thầy dạy sữa
mới nhìn qua đã biết ý mình. Thầy chắc Phật tin mình biết chưa? Bà rằng ông trình bài hư trước ông vui lòng thấy được ba tin. Ông đứng lên vội vã xin trình, xin thầy cũng thứ tình tiễn nổi. Vì ý tứ ít khi hối dội, tánh giặc dè rõ cõi rõ căn. Nay đến đây mọi việc đã bằng, nên vừa giả hết băn khoăn nữa. Xin phép kiếu sau này nhiều bữa, ông với bà ra cửa thẳng sông. Kể từ nay thuận ý vợ chồng, cùng hôm sớm chí tâm lo đào. Bề xanh sông bắp khoai tự tạo, lo mỗi ngày tần tảo phân ông. Mắt nào lo khoai bắp tỉa trồng, với thầy đảo ngoài trong lui tới. Vài năm đầu gia đình còn nới, nhiều năm sau việc mới bộn bề. Công việc nhà càng lúc trễ bê, vì lãnh phận lô bề xanh chung. Phận gia đạo càng thêm thiếu túng, bà khai kỳ lại đúng khai quang. Việc khó khăn thôi thúc trong nhà, phần tiền gạo xem ra thiếu hụt. Thêm công việc mỗi ngày tiếp tục, tính kiên trì một lúc cho qua. Kế tiếp luôn theo lệnh thầy là mua con gọi để ta cúng tế. Trong bốn đạo việc nhà hạn chế, xúm nhau mà lo lễ cúng đây. Thầy chủ trương bốn đạo hiệp dày, về trái ruộng chưng bài rực rỡ. Nào bàn ghế hương đăng hực hở, treo củi lòng giống tờ tân hôn. Mấy ngày qua lui tới dập dồn, cùng nam nữ trọng tôn lo lắng. Tối mùng chín tám giờ lặng lặng, người cây hương đăng đẳng nguyện cầu. Trước cầu cho quốc thới một câu, sao mùa tiết đâu đâu thành dường. Có người bạch nhờ thầy định lượng, phận cho đành hạ thượng ra sao. Chúng tôi đây chưa biết lẽ nào, xưa ai để trước sao chưa rõ. Theo điển tích thầy bèn bày tỏ, lễ tịch điền mở ngõ từ xưa. Đời tam hoàng công khó lọc lừa, tìm năm giống dây giữa trường thật.
đời nó ấm nhờ công khổ cực, ngộ đế truyền khắp bậc thần dân. Ơn thần nông trưởng thực lo cần, khắp cả nước thần dân ghi nhớ. Xưa có tích viết ra bằng cớ, truyền hậu lai nhắc nhở bốn mùa. Thượng hạ đâu không biết cãi đùa, không phân biệt tiết mùa cãi bương. Nghe người nói hồ theo nói hướng, không biết rành sao tướng sao quân. Phải xét suy chớ có phòng chừng, phải phân biệt trước xuân sao hạ. Muốn truy biết có chi là lạ, phần bốn mùa thượng hạ khó chi. Phân lượng nghi tư tượng hạng kỳ, thánh hiền để mới truy bác quay. Phân tiện hậu âm dương nhất thái, biến ngũ hành lập thái hư vô. Có tam quân tứ quý cực đồ, trên và dưới cải phô sao nữa. Thượng trung hạ không theo lại sửa, theo ý mình bào chữa răng ăn. Cho đôi bên cãi giả lằng nhằng, cãi bỏ sách mà ăn sao được. Vì không biết muốn mà đi ngược, tháng năm mà nói được hạ điền. Không phân ra sao hậu sao tiền, tháng 11 cuối niên nói thường. Tám quân để cãi sao cãi bướng, tháng giêng mà quân thượng phải chăng. Tháng bảy chung ai cũng nói rằng, tháng 10 ấy phải chăng quân hạ. Đó thấy rõ hay là còn lạ, mà cãi càng đem giả trách ai. Lời thánh xưa ghi để tháng ngày, thượng trung hạ xưa nay cố sách. Không truy xét tại mình cái cách, chớ dựa vào kinh sách nào sai. Từ ngàn xưa cung tế hoài hoài, các vua chúa chuyển khai quý tuệ. Cũng như vậy mỗi năm hai lễ, thượng hạ điền gọi tế thần nông. Thầy nói qua ai cũng vừa lòng, thầy còn nói mời trong bổn đạo. Này chỉ hai phân dùm chu đáo, thịt dư mà cắt ráo chia ra. Tôi có nghe chú xã trình là, lễ này thiếm ở nhà nở nhụy. Việc chọn lựa giao cho phần chị, có nạc nhiều chọn kỹ đó thôi.
ý bà hai bà cũng biết rồi, bà phân hết rằng tôi rồi việc. Thầy kêu ông lại đây cho biết chú đem về tỏ thiệt thím hai. Ông từ nan ông chẳng dám rài, thầy dối trách tôi nay đã định. Anh em cãi tức là cãi lệnh, đừng chối từ tôi tính là xong. Trong bổn môn cực nhọc có lòng, người một ít tay đồng lấy thảo. Phần chú xã yên tôi chú đáo thêm nở xanh lấy thảo cùng tôi. Anh em nghe dọn dẹp phản hồi, phần đức cố nghĩ thôi thảm thiết. Đành yên chí ra về đâu biết, về đến nhà thuật việc với bà. Bà nghe qua bà nói hết là ông rồi việc sao mà về dây. Ông nói rằng đồng chung ai nấy có công là phải lấy một sâu. Các anh em từ chối lắc đầu, thầy rằng nói một câu quyết định. Nếu ai cãi tức là cãi lệnh, ai nấy đồng đều sạch sạch trơn. Có mình đây thầy chọn phần hơn, lửa thịt nạc ban ơn thím xà. Thế như vậy tôi liền dối giả thầy chẳng liền, tôi đã định phân. Tôi nói ra chú phải ăn cần, đừng có tính lửa lần từ chối. Thầy nói vậy tôi đây hết lối, thôi xách về từ chối nữa sao. Thầy định tâm ai có biết nào, có mấy bữa nào nào lo sợ. Thành linh có bà hai đòi nợ, làm ông bà bỡ ngỡ biết bao. Cô bước ra mừng đón hỏi chào. Thầy phán giải lẽ nào tôi rõ. Bà hai mới trình bài phân tỏ, thấy việc này hơi khó cầu ôi. Thầy nói ra thầy nhắc những lời, tiền chia thịt các nơi chưa trả. Thầy nhắc cậu sao mà kỳ lạ, mấy ngày nay không trả tiền đây. Thầy cứu tôi thầy lại vừa rầy, bảo tôi phải đến đây đòi cậu. Đi đòi cậu tôi chưa gì lâu, sợ người ngoài họ thấu cười chê. Cậu cũng nên lo tính trọn bề, rồi giấu nhẽm đừng hề tiết lộ. Vì với cậu người trong nội bộ, thầy đánh dày thật khổ khó coi.
Ông nghe phân thầy thiệt cho đòi, tôi lo liệu chớ có gì nữa. Cô về trình nán tôi ít bữa, chớ bây giờ thật chữa lo xong. Cô trình qua thầy chắc vui lòng, chờ ít bữa mới xong lo cô. Bà hai mới bước vào vô xó thầm cô bà được có ngon cơm. Bà cảm ơn vội vã lờm cơm, bà hai khóc lại ôm cháu bé. Bà hai tinh ni như tránh né đức cô bà, bà dễ hỏi thăm. Bà hai phân lời lẽ âm thầm, thôi mở khỏi bận tâm chi nữa. Việc đó cậu hẹn trong ít bữa, là lo xong nhắc nữa làm gì. Bà hai từ rồi kêu ra đi, về thưa lại một khi thầy rõ. Thầy giả giận ô la bài tỏ, sai chỉ đòi chẳng có sao về. Mai đi đòi chẳng được trễ bê, đòi cho được mới về nói chuyện. Có năm quán lo gì chẳng tiện, để duy trì kiếm chuyện một mai. Bà hai nghe đứt ruột châu mài, sợ ông cố lộ nay sao nổi. Sáng bà đi lòng than châu ổi, bước vào nhà bèn trỗi tiếng hô. Ông với bà bèn hỏi thăm dò, cô hai tới mới hồ kia nữa. Tôi có hẹn để mà ít bữa, sao bây giờ tới nữa là thay. Ông bước ra chào kinh xa rài, sao công việc cô nay tới nữa. Tôi có hẹn để mà ít bữa, thầy không vừa đi nữa cho xong. Thôi cậu ơi tôi thấy khó lòng, thầy giận lắm tôi không dám nói. Thầy trách tôi rằng tôi quen thôi, tới đâu rồi ăn nói lôi thôi. Việc gì đâu sai cũng không rồi, sai một chút mà tôi bê bối. Cho cậu biết cũng là rắc rối, cậu nếu cần kiếm lối mà lo. Ông rằng tôi cố gắng lần dò, cô ở đợi tôi lo phương cách. Chớ giờ đây cũng là hết sạch số cao trầu, tôi sách bán coi. Mai bán xong thì cũng có mồi, cô ráng đợi bán coi sao đã. Ông nói xong ông liền dội giả, chiều ôm về thật quả con y.
bà cố nghe đổ lệ ly bì, thật đau đớn còn chi hơn nữa. Tình sư phụ cắt ngang mấy bữa nghĩa, thầy trò còn nữa sao đây? Thôi bà ơi sao dỗi trách thầy, phần ta vậy phải sao chịu vậy? Thôi bà chớ buông lời nói lấy, đã tu hành chịu lấy đắng cay. Biết đâu thầy nói vậy ngày nay, mai thầy lại đổi thái thử y. Theo tôi nghĩ thầy không có lý, đâu lý nào đổi ý cùng ta. Bà hãy khen cậu khéo nghĩ mà, tôi nhớ vậy xét qua không nổi. Thầy nông dân còn thêm bắt tội, trách cậu rằng các việc lôi thôi. Có bấy nhiêu lo cũng chẳng rồi, rồi tôi lại bị bối chẳng nói. Tôi chẳng nói thầy còn đọc lối cánh cầu vậy, tôi nói làm sao? Bà cố nghe bà quá dạt vào, rằng ông phải tính sao rồi việc. Theo tôi nghĩ tại ông không biết ý của thầy, định việc quá cao. Ông nghe bà nói vậy đớn đau, bà yên chí trước sau tôi tin. Tôi nói thiệt trọn đời tôi kính, kính là thầy phải kính cho vuông. Bà yên tâm bà chớ dỗi buồn, kính thầy Phật kính luôn đến thác. Nếu thân này dẫu mà có nát, chẳng bao giờ đổi khác ý ta. Thôi giờ đây tôi tính với bà, đem khoai gạo bán ra xong việc. Thưa cô hai cô về thưa thiệt, nói mai này tôi quyết sẽ lên. Bà hai than cậu ráng chí bền, cô yên chí về trên thầy đời. Đường không xa coi như diệu vời, hết một ngày ngồi đợi không xong. Bà hai về quá sợ thầy trông, về trình lại tay không chưa có. Thầy như tức thầy càng la ố, không có thời ở đó làm chi. Bà hãy nghe thầy quở làm ly, vào sao biết một khi áo nào. Phần ông cố ngại sao nói rảo, đem phai già cùng gạo bán đi. Một ngày qua chưa đủ hẹn kỳ, làm sáng lại còn đi bán tiếp.
Lo như vậy mà lo chưa kịp, sáng bà hai liên tiếp tới nhà. Bà cố than trọn bữa hôm qua, ông đi bán thôi mà chưa đủ. Bà cố nói bà hai ổ rổ, nếu trễ dày lạnh đổ mỡ ôi. Thôi thì tôi xin cứu phản hồi, ở đời nữa chắc tôi bị đuổi. Bà cố nói một mai một rủi, nghĩ cuộc đời nghĩ tuổi phận mình. Từ bấy lâu hết ý hết tình, lo tu niệm đâu nhìn tiền bạc. Việc đã lỡ dẫu rằng đi lạc, muốn tu hành dầu thác cũng cam. Nhưng còn e thế sự luận đàm, phải lầm đảo bởi ham tu niệm. Ta chẳng phải thiếu phần kinh nghiệm, và xét rồi kiểm điểm trước sau. Đã nhận thầy là bậc tu cao, nay nghĩ lại âm hao chưa rõ. Ông cố về thành lình tới ngõ, bà kêu vào phân tỏ ông nghe. Có cô hai mời xuống đây nè, tôi nói lại cô nghe dội già. Cô nói cô bị rầy dữ quá, bảo ông đừng nâng ná mau đi. Ông rằng xong tôi phải cấp kỳ, bà yên chí có khi thầy thử. Dẫu có thử lý đâu làm dữ, ông đổ chừng ông cứ nói xuông. Tôi thưa ông tôi thiệt quá buồn, tôi tu niệm lũy tuôn mà chiều. Thôi bà chớ tôi đi rồi hiểu, thật không ngờ chúng đều thấy ngay. Thầy biết ông đã sắp đến dài, thầy ra trước đứng ngay chờ đợi. Ông đàn xa từ từ đi tới, đứng đàn này thầy đợi dơm ra. Khi đến nơi ông xá chào mà, tôi bê trễ xét ra có lỗi. Thầy cười rằng chú sao khôi giỏi, chú nói rằng chú lỗi với ai. Ông rằng tôi hẹn chẳng đúng ngày, lô chẳng kịp bữa nay mới đến. Thầy nghe nói lòng thầy cảm mến, thầy cầm tay bước đến cười rằng: thật chú đây ít có ai bằng, nên tôi mới thử căn cho rõ. Ông nghe xong lời thầy phân tỏ, ông đồng lòng lụy nhỏ rưng rưng. Ông bạch thầy ông nói ngập ngừng, thầy thử vậy khó tuân làm tròn. Tôi xả phu vật tại dẹp gọn, chẳng
còn gì muốn trọn lòng tu. Mấy ngày qua còn khóc lu bù với người khác sao tu cho được. Thầy còn nói mới mà sơ lược, chú thiếm hành coi được tới đâu. Chú bền tâm nhận thức mới màu, thiếm vừa được còn câu hờn trách. Như chú thiếm mới tượng hắc bạch, còn phần đông lửa cách non già. Chữ Nam Mô Lục Tự Di Đà đâu mà dễ niệm ra cố Phật. Chú tịnh được mới tu chân thật, ai nóng lòng là chật lối tu. Tu phải đành chịu giải chịu ngu, tu tranh đâu là tu giả dối. Tôi thử dạy chú mà phản đối, thì đâu còn đường lối người tu. Chú đây nhờ xã phú công phu, chớ người thế đâu tu dễ được. Cảnh tu niệm thường hay trái ngược, ráng nhớ lòng làm được mới nên. Dầu khó khăn ráng nhớ cho bền, coi thân tạm mới nên Phật thanh. Tu mà biết coi như ăn bánh, tu không tường khó tránh tội căn. Tuy nhiều người lòng nói ăn năn, chừng gặp cảnh khó khăn chẳng chịu. Tu là phải tu lo tu liệu, tu xét mình chúng điều mới nên. Tu đăng cai lập chí cho bền, tu thanh tịnh xét trên xét dưới. Ai lỗi quấy với mình tha thứ, mọi sự gì đều cứ từ bi. Tu mà không biết xét biết tùy, đâu tà chánh khó quy Phật cảnh. Phận của chú từ đây đã rảnh, rảnh việc nhà lo lãnh tu thêm. Dầu khó khăn ráng nhớ mà kìm, tôi còn phải giao thêm phần việc. Tu như chú ấy là tu thiệt, nhưng phải cần tu việc quốc dương. Chú về sau dắt lối dẫn đường, được để tiếng danh hương hậu thế. Tôi biết chú gia đình đã phế, lo tu hành chẳng kể đôi nghèo. Xả thân dầu xuống dốc lên đèo, đâu quản ngại đối nghèo khổ cực. Thiếm ngộ cảnh thiếm còn tức bực, tôi nhắn lời nên dứt lòng lo. Dầu đối nọ cô chí lần do, điều sống thác để cho Phật định. tu phải rứt tâm chẳng bình rình,
thì sao rồi cho định cái tâm. Đức cố thưa trình việc âm thầm, cô hai cũng khổ tâm nhiều lắm. Thầy cười nói mới sơ mà thấm thở, ba người coi nhắm thể nào. Kêu bà hai thầy mới bước vào, tôi thử chỉ ý sao cho biết. Sai đòi nợ có mà mắng giết, hay có tình tha thiết người nghèo. Học từ bi tha thứ làm theo, hay học tánh kiệt keo mắng nhiệt. Người có đạo việc gì cũng biết, biết dung hòa mặn nhiệt không nên. Chớ nói tu mà chẳng chí bền, được thời thế nói trên đầu cô. Tôi dạy dạy ép tâm chỉ khổ, coi tâm lành chỉ hổ cũng chăng. Biết khổ người mắng nhiếc cằn nhằn, hay còn được giữ căn hiền hầu. Người tu niệm phải chỉ cho thấu, giữ tâm làm chánh đâu chánh xa. Thôi ngày nay mỗi việc an hòa, còn chú xã về nhà nói lại. Tôi nhân thêm tu là nhẫn nại, đã tu hành sao lại còn than. Dám xả gia sao lại còn màng, chẳng vừa giả lại than lại trách. Thầy nhắc nhở dùng mưu thử thách, đã tu hành còn trách dần sao. Chú về đi nói những việc nào, mà thuật lại âm hao thiếm rõ. Ông tự giá về nhà bài tỏ, tỏ với bà chỉ ngõ thầy cho. Thầy nhắn tôi bà thiếu xét dò, lo hơn thiệt đối nó còn sợ. Tu như vậy làm sao dứt nợ, nợ hồng trần còn ở nơi tâm. Vậy làm sao đạo đức đi tầm, tầm chánh giáo mà tâm còn đông. Đạo thầy dạy là tâm mở rộng, nếu tâm còn vọng động sao tu. Mở tâm linh dẹp phá mây mù, diệt tức giận người tu chẳng dần. Thầy làm khó lao đao lận đận, thử thách mình có dặn cũng chăng. Chịu đắng cay mới rõ đạo hằng, thời mới gọi ăn năn lập chanh. Giữ tâm lành tâm hung phải lánh, bà than rằng